Đồ Gỗ Đức Hiền xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm 2016. Và trong clip này chúng tôi đang quay cặp bàn thờ bằng gỗ gụ. Cặp bàn thờ này thì đã được làm theo đơn đặt hàng của cháu Nghĩa ở Phú Thọ. Chính xác ra là mẹ cháu đang công tác ở nơi rất xa, đang công tác bên Đài Loan. Chị cùng với cháu đã trao đổi và đã quyết định đặt một cái mẫu như này. Hôm trước là tôi cũng đã lắp lên và lắp phần mộc và đã quay phim để chị và gia đình đã xem rồi. Và hôm nay thì do điều kiện là chị thì đang ở cách xa Việt Nam rất là xa, và đồng thời là cháu Nghĩa thì cũng từ Phú Thọ về đây cũng trên 150 km, cho nên là cháu rất là bận rộn, không tiện để về được. Cho nên là tôi sẽ quay phim cẩn thận để gia đình cháu được xem cho nó kỹ, đồng thời cũng là để quảng bá cái hình ảnh để các bác nào muốn thấy là cái mẫu này nó chuẩn mực mà đặt hàng theo thì cứ nhắc là cứ làm như bộ của cháu Nghĩa thì ở Phú Thọ là tôi sẽ nhớ ra. Và ngày hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm 2016. Đồ Gỗ Đức Hiền.com với số điện thoại 0984 666 999. Trở lại cái cặp bàn thờ này thì nó có hai chiếc, một chiếc lớn ở trên và một chiếc bàn cỗ ở dưới. Thì chiếc bàn lớn kích thước là dài 1m97, sâu 81, và cái bàn này là cái mặt được làm dày 1,5 phân. Và cái bàn này thì thông thường là chân của nó chỉ có vuông 10 thôi, nhưng đây là cháu Nghĩa là đã đặt là chân là vuông 12 cm. Và cái bàn này thông thường thì nó không có cái ngăn kéo này, chỉ là cái ô ngăn kéo giả, nhưng trường hợp này là gia đình cháu là muốn là ngăn kéo thật luôn đấy. Và cái ngăn kéo này thì là nó, quý vị nhìn thấy nó đang có hai cái lỗ đây, là chúng tôi sẽ bắt một cái như hình mặt trăng bằng đồng ở đây. Nhưng mà trước khi đi chúng tôi mới làm các cái khâu đấy, cũng như là cái bao lan ở trên này là đang nhấc rời ra đây. Trước khi đi và khi đến nhà chúng tôi mới bắt cái vít vào cho nó chặt. Còn cũng có gia đình là cũng không bắt vít, để lúc nào thích thì để mà không thích thì nhấc ra như thế này để vệ sinh cho dễ. Nhưng mà đại đa số là có bắt vít vào, bởi vì sợ rằng mình động chạm vào nó rơi. Thế thì cái kết cấu từ trên xuống dưới là trên là mặt, xong đến cái phần cổ là hình triện chữ vạn, tượng trưng cho vạn sự như ý. Và bên dưới này là vẫn có những cái đường triện bám theo. Thế ở ô giữa là hoa sen và những cái hình cây thông, tượng trưng là cho tùng hạc diên niên. Và những cái ngăn kéo là những cái con rơi, tượng trưng cho phúc. Còn ở phía dưới diềm dưới này thì hiện nay chúng tôi đang làm là ngũ phúc, đồng thời có cái đồng tiền và có chữ thọ này, tức là tượng trưng đủ cho ngũ phúc và phúc lộc thọ. Ngũ phúc tức là phú quý thọ khang ninh, nó ứng với cái câu thơ là tứ thời xuân tại thủ, ngũ phúc thọ vi tiên. Xin lỗi quý vị, tôi đang có điện thoại, quý vị cứ tiếp tục quan sát. Alo, Đức Hiền ạ. Vâng. Dạ, Lộc Bình ở đây thì lúc trước làm cả gỗ hương, bây giờ thì toàn làm gỗ xà cừ anh ơi, đục chạm rất là tinh xảo. Dạ không ạ. Vâng. Vâng, không có anh ạ. Vâng, còn các dạng. Dạ không. Vâng. Vâng, không có nhé, bác thông cảm. Dạ. Khách hàng đang hỏi về muốn mua một đôi lộc bình gỗ bách xanh, nhưng mà chúng tôi không có, bởi vì cái gỗ bách xanh chúng tôi chỉ làm tượng thôi. Thì cái clip này đang được quay tại tầng 1 khu B của Đồ Gỗ Đức Hiền. Tầng 1 chúng tôi thì rất là dài, các tầng đều dài, nhưng mà đây quý vị nhìn lướt qua đây, cái cửa hàng tôi là sâu 40 mét, cho nên là xa tít tắp bên trong kìa. Và trở lại cái này thì tôi đang giới thiệu dở về mặt tiền, tôi quay từ bắt đầu từ gót chân lên để quý vị xem.
Thực ra xem hàng thì không gì bằng là cứ đến xem trực tiếp, nó thoải mái. Tuy nhiên là có những khách hàng điều kiện ở xa, nhất là công tác lao động sản xuất ở tại nước ngoài thì không thể về được. Trong cái đó thì cũng rất nóng ruột, không biết là cái sản phẩm của mình mua cho người nhà ở bên Việt Nam thì có được ưng ý hay không. Cho nên là chúng tôi rất là sẵn lòng chiều khách, là sẽ làm cẩn thận và đưa hình ảnh kỹ lưỡng để cho quý khách xem. Hôm trước thì mẹ cháu Nghĩa có nói với tôi là thôi chú và đánh màu nâu sẫm cho chị. Nhưng mà tôi góp ý là không nên, bởi vì cái này là tôi đánh màu sáng vẫn còn nguyên chất gỗ, nguyên vân gỗ đây. Còn sau này dùng có thể xuống màu một chút, nó dịu đi là vừa. Đây, bởi vì kể cả trên mặt này hầu như sẽ để các đồ lên cũng không nhìn mấy, nhưng mà đôi khi có lau dọn có gì vẫn nhìn thấy rõ ràng cái vân gỗ này, trông nó vẫn là sướng hơn. Và cái đồ gụ thì chúng tôi không phải là không làm sẫm, nhưng mà những cái tranh khảm, những cái đồ liên quan đến khảm là tôi phải làm sẫm để cho cái nước khảm nó nổi bật lên như thế này. Sẫm nhưng mà sẫm một cách tự nhiên, chứ ở đây là không có bôi màu bên ngoài vào. Chứ lại nói về màu là như vậy. Thế còn thì vừa rồi là tôi vừa quay cái mặt tiền rất là kỹ rồi. Bây giờ sang cái mặt hồi. Đây mặt hồi thì các cái hoa văn cũng là truyền đều như bên mặt tiền. Và đấy lại nói đến cái việc đánh trần đây là vẫn còn nguyên cái chất gỗ, vân gỗ đây. Còn nếu mà màu sẫm để ở những cái bộ tranh khảm thì nó sẫm như thế này. Màu nâu lá chuối này. Sẫm này màu cũng rất là đẹp. Nhưng nếu mà sẫm nó phải đi kèm cái khảm là nó cân bằng giữa sáng và tối thì chúng ta nhìn nó rất là dễ chịu. Còn nếu như cả một chiếc sập thờ như thế này mà làm đen thui như thế kia thì trông nó bị tối sầm xuống. Thì lại không hay. Bây giờ trở lại cái bàn con. Đây cái bàn con thì từ trên mặt quý vị nhìn xuống đây, mặt đã rất là mượt mà đẹp, và cái cổ vẫn là các cái gấm chữ vạn tượng trưng cho vạn sự như ý. Tiếp tục bên dưới nữa là hình hoa sen và các cái chuyện, tức là có nhắc lại là một cặp bàn trên bàn dưới nó cùng một cặp với nhau. Và clip quay cũng đã tương đối đầy đủ. Đức Hiền cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những clip sau. Trước khi dừng máy, tôi xin lia chậm chậm và những cái sản phẩm đang có ở tầng 1 khu B của đồ gỗ Đức Hiền. Và bên trong này còn rất nhiều. Clip tiếp theo tôi sẽ giới thiệu một chiếc sập và tiếp theo nữa là một bức tranh bách điểu. Xin quý vị tiếp tục, quý vị kích vào chữ đồ gỗ Đức Hiền nhỏ nhỏ bên dưới màn hình hoặc bên góc cạnh màn hình để xem hơn 1.000 clip của đồ gỗ Đức Hiền. Và quý vị nếu bấm vào nút đăng ký ở bên dưới, nút subscribe, thì hàng ngày chúng tôi sẽ báo cáo về cái hoạt động cũng như là các cái hàng, các cái sản phẩm mới quý vị sẽ thường xuyên cập nhật được. Đức Hiền xin tạm biệt quý vị.